Lời đầu tiên, thay mặt cho đơn vị xã Nhân Hưng, xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chủ trương của Đảng ủy về việc thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự đồng thuận cao trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Nhân Hưng. Từ khi triển khai đến nay đã thực hiện vận động 10 con đường với tổng diện tích chiều dài là 9.948 m, trị giá 10.550 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước 7.350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 3.200 triệu đồng. Đã vượt quá 8 con đường và 2 con đường sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2016. Có được thành công đó là nhờ vào sự nỗ lực của toàn đảng, sự cống hiến của nhân dân. Kính thưa quý vị, đến với hội thi hôm nay, đơn vị xã Nhân Hưng xin kể về tấm gương hiến đất làm đường giao thông nông thôn của bà Trần Thị Năm, ngụ ấp Tây Hưng, xã Nhân Hưng, qua tiểu phẩm Tình đất, tình người với các giai diễn. Văn Quy trong giai Ba Thắng, bí thư chi bộ. Chú Mười Đàn trong giai chú Sáu, chủ tịch cựu chiến binh xã. Ánh Phương trong giai chị Hà, chủ tịch hội phụ nữ xã. Thanh Long trong giai ông Tám. Ngọc Tú trong giai bà Năm. Và bây giờ tiểu phẩm của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Cảnh 1 tại văn phòng Đảng ủy xã. Kính thưa các đồng chí, vận động làm đường giao thông nông thôn là chủ trương của Đảng ủy. Các đồng chí chúng ta cần tập trung thuyết phục vận động bà con nhân dân hiến đất hiến cây để làm đường giao thông nông thôn cùng với nhà nước xây dựng nông thôn mới. Thưa đồng chí bí thư, nhưng tôi nghĩ việc này khó thực hiện lắm, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. Điều này thì tôi thấy đồng chí Sáu nói đúng. Con đường Hào Sảnh Cống Ranh sẽ là khởi đầu cho những con đường khác trên địa bàn xã của chúng ta. Tất cả dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng có tập trung là vận động thuyết phục bà con nhân dân đồng tình. Đồng chí bí thư nói có lý, vậy là ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc vận động bà con. Để chúng ta thống nhất nghe các đồng chí. Cảnh 2 tại nhà bà Năm. Chị Năm ơi, nhà ông chị Năm. Dạ có anh Tám. Hôm nay tôi qua gửi chị Năm một ít đồ để ngày mai cúng dỗ của anh Năm. Dạ, chị. Cảm ơn anh Tám. Nhà cũng đơn chiếc quá. Tôi tới ngày mai chỉ nấu mâm cơm còn gọn để cúng cho ổng. Mấy đứa nhỏ nó đi làm ăn hết rồi, không có về kịp. Cuộc sống cũng chật vật lắm anh Tám. Tôi thì cũng như chị thôi, già cả rồi cũng không có làm việc nặng nổi nữa. Chị Năm, chào dạ. Chị Năm, may quá có cả anh Tám đây nữa hả? Dạ, chào mấy anh, chú. Mời mấy anh ngồi. Chào anh Tám. Dạ, chào cô Năm, chào chú Tám. Dạ, chẳng hay hôm nay mọi người tới nhà tôi có chuyện gì không ạ? Giống vậy, hôm nay đoàn chúng tôi đến đây cũng thưa chị Năm với anh Tám. Sở dĩ là xã mình cũng đang thực hiện trong cái giai đoạn thực hiện cái xây dựng nông thôn mới. Vấn đề xã mình cũng đã chuẩn bị làm lại cái con đường ngang nhà mình đó chị Năm. Chị Năm ơi, con đường đất nhà mình nhỏ hẹp quá, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội, nên Đảng ủy và Ủy ban dân muốn bê tông quá mở rộng con đường này. Là chúng tôi mong rằng chị và anh Tám cùng bà con đồng tình hiến một phần đất của nhà mình cùng nhau đóng góp để xây dựng lên con đường mới. Dạ, ở đây thì con cũng xin thưa với cô Năm, chú Tám là nhà cô Năm là có phần đất dính vào con đường của mình là khoảng 900 m², còn nhà chú Tám đây là 350 m². Dạ. Cái gì á mày đó? Tôi nghe nói là nhà nước muốn làm cái gì là phải bồi thường cho dân, chứ đâu phải muốn làm cái gì là làm một tấc đất một tấc vàng chứ bộ. Tôi nghe mấy anh nói vậy thì tôi cũng đồng tình, nhưng mà nhà tôi khó khăn dữ lắm. Bây giờ đất đó là đất hương quả nữa, hiến gần cả công đất như vậy, đất nhà tôi không còn bao nhiêu hết trơn.
Dạ con cũng mong cô Tám, cô Năm với chú Tám đây là bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ lại. Việc hiến đất là vì lợi ích của xã hội, của nhân dân và cũng là lợi ích chung. Đó thưa cô Năm. Tôi là tôi không đồng ý rồi đó nghe. Đất của tôi chứ đâu phải đất của mấy người đâu mà mấy người xót. Tôi nói rồi không có cho ai đụng vô đất nào của tôi hết trơn á. Muốn ai muốn làm cái gì á thì bước qua xác của tôi á thì làm. Thôi tôi đi về nha chị Năm. Bữa nay chúng ta cũng dỗ anh Năm mà gặp chuyện gì đâu không à. Tôi về nha. Đó bà Tám, nhà chúng ta nói gì vậy? Tôi á cũng không có đồng ý hiến đất được đâu. Mấy anh chị thông cảm giùm tôi đi. Chị Năm à, chúng ta là những người đảng viên, hơn nữa chị cũng là đảng viên, cũng đã chiến đấu sống còn để bảo vệ cho là tổ quốc, hơn nữa cũng vì cái quê hương mình mà chị ở đây cũng đã biết tất cả những đồng chí đồng đội cũng đã ngã xuống, trong đó là có anh Năm, chị nhớ không chị Năm? Làm sao quá mà tôi quên được những ngày tháng đó hả anh Ba? Chị Năm à, cả đời của bác á là gì, là mục đích phấn đấu gì mục đích cho là lời dân tộc và cho hạnh phúc của nhân dân. Bây giờ thì bác không còn nữa, chúng ta là con cháu của bác phải biết học tập và làm theo là tấm gương của bác và là theo cái lời bác đã dạy. Anh chị Năm. Dạ con cũng mong cô Năm suy nghĩ kỹ lại, việc làm đường á là vì lợi ích của bà con ở quê mình. Cô Năm à, cái chuyện hiến đất thì thôi giờ mấy anh cho tôi thời gian suy nghĩ thêm đi, chứ giờ khó quá. Chúng tôi cũng rất mong rằng là chị Năm có cái suy nghĩ và đồng ý nha chị Năm. Chị Năm à, nếu con đường này mà làm được thì con em chúng ta sẽ không còn cảnh lầy lội đến trường trong mùa mưa, bà con có thể đi lại dễ dàng, thực hiện thăm hương đi lại dễ dàng, bộ mặt quê hương mình sẽ đổi mới. Thôi chị hãy nghĩ tới những lợi ích này và chấp thuận nghe chị Năm. Thôi vậy chúng tôi xin phép chị Năm đi về ha. Chào chị Năm nhé. Dạ chào mấy anh, dạ cô Hà. Ông ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây hả ông? Đất hương quả rất là quan trọng, mà việc làm đường á cũng rất là cần thiết. Tình đất, tình người, tôi phải làm sao cho phải đạo đây hả ông? Đất đai dù rất quý, là nơi gắn liền với cuộc sống của gia đình ta, nhưng chúng ta là con dân của nước Việt, là cháu Bác Hồ, càng học lại bài học về đức hy sinh, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân theo lời Bác dạy. Đó là bài học về sự dân hiến, nhưng bác đã hiến dân cả cuộc đời cho tổ quốc, cho dân tộc. Bây giờ á thì tôi á biết cần phải làm gì rồi. Ông ơi, cảm ơn ông á đã nhắc tôi về bài học của bác. Mình á phải bỏ cái lợi ích riêng vì lợi ích chung. Con cháu của mình á phải sống tốt hơn mình. Quê hương mình á phải ngày càng đổi mới. Một tuần sau. Chị Năm ơi, có nhà không chị Năm? Anh Tám làm gì mà hớt hải dữ vậy anh Tám? Chị coi có tức không á. Cái thằng Tâm con mà hay sợ á, nó chạy xe làm sao không biết, nó đụng vô thằng cháu nội tôi đi học về, thằng nhỏ chạy mình hết trơn vậy đó à. Chuyện này tôi biết nè anh Tám. Bữa đó trời mưa, thằng Tâm nó né cái ổ gà, cái mất tay lái, nó mới đụng vô thằng cháu của anh chứ nó không có cố tình đâu anh Tám ơi. Thiệt vậy đó chị. Thiệt đường xá gì đâu mà tệ quá trời không biết. Trời mưa thì lầy lội, mà trời nắng thì bụi ngập đầu. Đồ đạc nhà tôi bụi có đống đầy hết trơn vậy đó. Bởi vậy địa phương của mình mới chủ trương lát nhựa đường là đúng rồi đó anh. Lúc đầu nghe nói nhà tôi phải hiến gần cả công đất, trời ơi tôi cũng ngán dữ lắm. Sao rồi suy nghĩ lại thấy cũng nên đáng làm lắm đó. Vậy là chị đồng ý rồi đó hả chị Năm? Dạ
tôi ký vào biên bản đồng ý rồi đó. Mà anh biết không, mấy bữa nay nè, tôi còn đi theo đoàn của xã, vận động bà con mình cũng được nhiều lắm rồi. Hổm rày tính qua nói với anh, mà hôm nay sẵn dịp gặp thì tôi nói luôn nha. Chị nói thì cũng phải, tôi cũng chán cái cảnh lầy lội này lắm rồi. Thêm cái chuyện mà thằng cháu nội của tôi bị tai nạn giao thông, tôi cũng sáng con mắt ra. Thôi thì để ngày mai tôi lên ủy ban xã gặp mấy cô chú thì đồng ý ký tên hiến đất luôn. Khỏi lo đi anh Tám ơi. Chào chị Năm với Tám. Sáng hôm nay tôi cũng xin báo tin mừng cho chị Năm với anh Tám biết luôn. Cái con đường khảo sản công năng của mình đó cũng dài là 1,1 km. Dự kiến là vào đầu tuần sau là sẽ là khởi công đó. Thì bà con dân mình thì cũng đã đồng tình rồi. Cái nguồn hỗ trợ kinh phí của nhà nước thì cũng đã có sẵn. Được vậy thì mừng quá rồi. Ủa mà sao đứng không vậy nè, ngồi đi mấy anh rồi nói chuyện. Ừ vậy thì đến khi nào thì mình mới được đi trên cái con đường mới đó? Dạ cũng xin thưa với chú Tám đây là con đường láng nhựa mới sẽ được hoàn thành trong năm nay và có lẽ là sẽ đưa vào sử dụng trong Tết Nguyên Đán này đó chú Tám. Có được kết quả này thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn đó là sự hỗ trợ đó là của bà con dân, mà đặc biệt nhất là bên phía chị Năm và anh Tám đây, là anh chị không những đã hiến đất hiến cây mà còn tham gia cùng đoàn vận động nhân dân. Nhờ vậy mới được cái sự đồng tình của bà con nhanh chóng ngày hôm nay. Có gì đâu anh, tôi cũng là đảng viên mà, việc làm theo lời bác dạy cũng cần thiết. Mà con đường này mà có xây xong á thì mai mốt mình đi lại cũng thuận tiện dễ dàng. Mai mốt mà địa phương mình có làm những con đường mới giống vậy á thì tôi xin tình nguyện tham gia nghe anh ba. Cho tôi tham gia luôn chung luôn anh ba. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Trước tiên thì tôi cũng thay mặt cho đảng ủy xã, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã cảm ơn chị Năm và anh Tám nha. Kính thưa toàn thể quý vị, phần thi của đơn vị xã Nhân Hưng đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và chúc hội thi thành công tốt đẹp.